tấp tấp hơi nhiều. Mà thấy á, mấy anh chị ở Cần Thơ review á, cái chân gà sốt thái của cái cô gì Trần Hưng Đạo á, quá trời chị không nổi. Bây giờ quyết định thay đồ là sẽ đi mua, nhưng mà không biết có mua được hay không. Mua được tôi sẽ review tiếp cho mấy bà coi, còn nếu như là không được thì tôi nhịn thèm luôn nha. Let's go nha. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cái xe của cô rồi nè. Đập vô mắt tôi là cái thau xả với cái thau ớt. Trời ơi, ta nói nhìn nó hấp dẫn dễ sợ thêm là tôi ăn cay được nữa, nghe nhìn là ghiền luôn. Khi mà tôi lại là cô đang vô ly sẵn vậy nè mấy bà. Chỉ cần mấy bà nói mua mấy ly thôi là sẽ có liền, không có cần phải đợi lâu gì hết trơn. Hello mấy bà. Tiền tan. Tôi mua được rồi nè, nhưng mà không ăn liền nha. Để vô tủ lạnh chút xíu nữa tôi ăn nha. Chờ á, mà cái chân gà nó lạnh nữa là tới công chuyện với tôi liền. Đây là một cái phần 40 khạch nha mấy bà cũng được á. Do là cái chân gà nào chân gà nấy ú ủ mà mấy bà ơi. Trời ơi, nhìn ghiền thiệt luôn á. Cái nước chấm rất là vừa ăn luôn, chua chua ngọt ngọt mà nó cay dữ lắm nha mấy bà. Ăn xong là tôi hít hà không luôn á. Nhưng mà phải cay như vậy ăn mới ngon. Chưa có hết đâu nghe, rồi còn cốc nữa. Ta nói cốc non nè, chấm vô ăn một cái muốn quéo cái lưỡi lại luôn á. Trời nó đã dễ sợ mấy bà ơi. Ăn xong á ta nói nó đã lắc lư luôn mấy bà ơi. Tôi á không có muốn cu đơn nha. Bà nào ăn rồi điểm danh với tôi cái nè.